những câu chuyện cười ra nước mắt của Sao Việt khi đi ăn cưới đồng nghiệp. Quần áo điệu đà, tóc tai vào nếp, thần thái sang chảnh, mọi thứ có vẻ rất sẵn sàng. Thế nhưng mọi sự chuẩn bị trở thành công cốc khi Sao Việt nhầm lẫn thông tin đám cưới đồng nghiệp. Người đến sớm một ngày, kẻ trễ hẳn một ngày. Để chuẩn bị dự tiệc cưới, nhiều người bỏ ra không ít thời gian để đầu tư về mặt hình ảnh, quần áo điệu đà, tóc tai vào nếp, thần thái sang chảnh. Mọi thứ có vẻ đã sẵn sàng. Nhưng thật bi hài khi có mặt tại địa điểm tổ chức đám cưới, nhiều ngôi sao mới phát hiện ra mình đi nhầm lẫn ngày giờ, chỉ còn biết cười ra nước mắt. Chắc hẳn nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khó có thể quên được vì sự đản trí của mình mà lỡ hẹn ngày vui của đàn em thân thiết ca sĩ Lê Hiếu. Thiệp mời có ghi cụ thể ngày cưới là 14 tháng 1, nhưng không hiểu sao Thành Lộc lại đọc nhầm thành ngày 15 và cuối cùng phải nhận cái kết éo le. Khuôn mặt đáng thương của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc khi nhớ nhầm ngày cưới của Lê Hiếu. Ngay tại hiện trường vắng hoe, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chỉ biết méo mặt và mong người em thứ lỗi. Tôi đi ăn đám cưới em trai Lê Hiếu, đến nhà hàng người ta nói đám cưới làm hôm qua rồi. Tôi là nạn nhân của bột ngột. Hiếu ơi, anh cắn cỏ lạy em tha tội. Tình huống éo le mà nam nghệ sĩ vấp phải khiến nhiều người bật cười vì sự đản trí của anh. Số đông tỏ ra thông cảm cho Thành Lộc vì công việc của một nghệ sĩ thường rất bận rộn, khó có thể nhớ hết mọi việc xung quanh. Khách mời thứ hai trong tiệc cưới của Lê Hiếu cũng bị nhầm lẫn về thời gian là ca sĩ Tiên Tiên. Nếu như nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc đến trễ một ngày thì Tiên Tiên lại sớm hơn một ngày. Nhưng giọng ca Vì Tôi còn sống may mắn hơn khi vẫn có thể đến chung vui vào hôm sau, còn Thành Lộc thì chẳng thể có cơ hội. Không giống trường hợp của hai đồng nghiệp, Nu Phước Thịnh dự tiệc cưới của nhạc sĩ Dương Khắc Linh và ca sĩ Sara Lu đúng ngày. Nhưng trái ngang, chỉ vì đến đúng giờ mà anh chơ vơ giữa không gian không một bóng người, đành phải ngồi tự sướng sống ảo. Nu Phước Thịnh trơ trọi giữa lễ đường vắng hoe, đành tranh thủ selfie sống ảo. Quy tắc đúng giờ thể hiện sự chuyên nghiệp được Nu Phước Thịnh áp dụng từ công việc cho đến cả chuyện đi đám cưới. Nhưng trong trường hợp này, anh đã bị sự chuyên nghiệp phản, đứng một mình một sảnh. Nu Phước Thịnh xác nhận một mình một sảnh trong tiệc cưới của Dương Khắc Linh và Sara Lu. Quên mang theo thiệp mời, suýt phải về vì trang phục lạc quẻ. Đám cưới Trường Giang Nhã Phương được xem là một trong những sự kiện quan trọng của làng giải trí Việt. Để ngày trọng đại thật ấn tượng và ý nghĩa, cặp đôi đặt ra những yêu cầu khắt khe dành cho khách mời. Tuy nhiên, ca sĩ Long Nhật lại gặp tình huống éo le khi lạc quẻ về trang phục. Theo thiệp cưới vợ chồng mười khó, fresh code là tông màu trắng đen, kèm với việc không được dẫn theo trẻ em. Đa số khách mời đều thực hiện đúng theo mong muốn của chủ nhân bữa tiệc. Chỉ có ca sĩ Long Nhật lạc lõng với bộ áo dài đỏ chói. Giải thích về bộ đồ không ăn nhập với đám cưới, giọng ca xứ Huế cho biết vì quá bận rộn nên chưa kịp đọc kỹ yêu cầu trang phục. Hai nghệ sĩ tiếp theo cũng suýt không được dự đám cưới Trường Giang Nhã Phương là Anh Đức và Xu Nghị với lý do lãng xẹt là quên mang thiệp mời, dù yêu cầu này đã được vợ chồng mười khó ghi rõ trong thiệp cưới. Xu Nghị cho biết buổi sáng anh và Anh Đức phải dậy rất sớm để hỗ trợ Trường Giang, sau đó cả hai về nhà nghỉ ngơi và quên cầm theo thiệp cưới khi đến dự tiệc báo hỷ. Rất may sau đó gia đình Trường Giang đã kịp thời chữa cháy cho hai nghệ sĩ để họ được vào trong. Cộng đồng mạng phẫn nộ vì câu nói 300 triệu với Trấn Thành chỉ là con muỗi. Câu nói của một thánh từ thiện trước lời kêu gọi của Trấn Thành đang khiến các fan bức xúc. Danh hài Trấn Thành là một trong những Sao Việt thường xuyên có hành động giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn ngay trên sóng truyền hình. Mới đây, ông xã Harry lại gây chú ý trên mạng xã hội khi có lời kêu gọi cộng đồng mạng giúp đỡ một trường hợp trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Anh chia sẻ, cứu người như cứu hỏa. Đây là chị Nguyễn Thị Hiền, một nhân vật Trấn Thành vừa gặp trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ 3, tình trạng suy thận giai đoạn cuối. Nhưng chị còn đến ba đứa con gái nhỏ, hai cha mẹ già phải chăm nom. Bác sĩ nói thay thận sẽ sống được và bố chị sẽ là người hiến một quả thận cho chị. Hiện giờ chúng tôi cần chi phí trên 300 triệu cho ca phẫu thuật, mà chị thì quá neo đơn, không thể có đủ số tiền này. Chị có chia sẻ ba đứa con tôi còn quá nhỏ, cha mẹ thì đã già, tôi không thể mất đi ngay lúc này được. Bù lại trời cũng thương chị, cho chị có một gia đình ai cũng thương yêu nhau. Cha thì sẵn sàng hiến thận, các con rất ngoan và thương mẹ. Chị có đứa em trai ruột sắp tốt nghiệp nhưng sẵn sàng bỏ cả tương lai nghỉ học để đi làm, kiếm thêm tiền phụ cho chị mình chi phí phẫu thuật. Dòng họ gia đình toàn bộ đều làm việc cực lực để góp tiền cho chị mổ. Tôi thấy điều đó quá tốt đẹp, còn hơn sống trong nhung lụa mà gia đình chia rẽ, tranh giành quyền lực địa vị, vì tiền mà đấu đá, cắt đứt quan hệ, thậm chí hãm hại, hoặc tệ hơn nữa là sẵn sàng giết đi người thân của mình, như vậy giàu để làm gì?
Một mình trấn thành thì không đủ, mong bà con cô bác nếu thương tình, mỗi người giúp chị một tay, vài triệu cũng được, vài trăm cũng được. Đặc biệt những ai đã trải qua cảnh gia đình đấu đá, chia rẽ nhau để giành quyền lợi, thì hãy giúp chị lần này để chúng ta còn niềm tin vào cuộc sống rằng nó vẫn tốt đẹp. Vẫn có đâu đó những gia đình luôn sống hết mình vì nhau, đừng để sự hy sinh của cả gia đình này là vô ích, hãy giúp chị, tôi xin các bạn. Những ai theo chủ nghĩa gia đình, xin hãy giúp đỡ những người thực sự sống tốt và luôn vong thân vì hai chữ gia đình. Lời kêu gọi thiết tha của lòng tốt trấn thành đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả, khiến không ít fan xúc động. Nhiều người đã có hành động thiết thực ngay để giúp đỡ hoàn cảnh của bà mẹ ba con. Tuy nhiên cũng có những thánh từ thiện buông lời chê trách trấn thành rằng sao không giúp đỡ luôn mà phải lên đây kêu gọi. Xót xa thay, cư dân mạng nói 300 triệu với trấn thành chỉ là con mũi và cần gì phải cần đến cộng đồng mạng. Câu nói ấy đã khiến các fan vô cùng bức xúc và phản bác lại ý kiến. Một khán giả cho rằng có nhiều bạn nói tiền người giàu vài trăm chỉ là con mũi, nhưng người ta cũng ăn cũng sống và lao động khổ nhọc các bạn ạ. À. Trấn Thành đã giúp đỡ rất nhiều người. Anh ấy đã làm rất nhiều điều tình con người rồi. Anh kêu gọi mọi người cùng chia sẻ, chúng ta đừng nói lời không hay hay nói những lời khó nghe các bạn ạ. À. Một người hâm mộ khác cũng nhận được nhiều sự đồng tình khi nói rằng mẹ tôi coi show thường hay nói Trấn Thành thấy ai tội nghiệp là cho tiền, cho hoài. Thấy tôn trọng anh một phần vì điều này. Ai cũng nói nghệ sĩ muốn kiếm tiền rất dễ, ca một bài hát, lên nói vài tiếng. Nhưng người ta cũng phải nỗ lực để có được danh tiếng mới có show đi chứ. Một ngày đi quay đi diễn cũng vì miếng cơm, miệng đời cay nghiệt quá. Tụ nghiệp nhiều cũng trả nghiệp nhanh thôi, bạn đã không làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn thì ít nhất đừng làm nó tồi tệ hơn. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Trấn Thành vì tấm lòng đẹp đẽ. Nói hay lắm Thành ơi, nghèo mà yêu thương nhau còn hơn giàu mà tranh giành quyền lực. Rất ngưỡng mộ anh, một người nổi tiếng giàu lòng cảm thông. Có người còn cho rằng, không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy trong showbiz Việt có Trấn Thành, Việt Hương, Hoài Linh là có tâm nhất hay giúp đỡ người hoạn nạn. Chứ một số người có tiền, thấy cảnh khó không mảy may động lòng. Ngồi chơi nhìn ra, Trấn Thành từ thiện xem TV thấy rõ luôn. Mặc dù họ rất giàu nổi tiếng, có khi không biết cách xê là bao nhiêu mà cho những 10 triệu, thật là tấm lòng phúc thiện. Năm bóng hồng xinh đẹp từng khiến ca sĩ Đan Trường rung động trước khi cưới vợ, số 3 ai cũng bất ngờ. Trước khi cưới vợ, ca sĩ Đan Trường đã trải qua rất nhiều mối tình khác nhau, có mối tình đơn phương, có mối tình hạnh phúc mấy năm, nhưng rồi cũng đi đến kết thúc và hiện tại anh đang có một gia đình hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp giỏi giang của mình. Năm 2013, Đan Trường kết hôn với bà xã doanh nhân Thủy Tiên, định cư ở Mỹ với khối tài sản khổng lồ nhiều người mơ ước. 4 năm sau, họ đón con trai đầu lòng khiến gia đình thêm trọn vẹn. Nhưng ít ai biết rằng, trước khi có cuộc sống sung túc với người vợ giàu có, Đan Trường từng có những mối tình với nhiều bóng hồng xinh đẹp. Mối tình đầu của Đan Trường năm 16 tuổi. Chia sẻ với báo chí năm 2009, Đan Trường cho biết mối tình đầu của anh là năm 16 tuổi. Có một cô gái lúc nào cũng đi theo tôi, ai cũng nói hai chúng tôi rất xứng đôi, nhưng tôi lại không để ý chuyện đó. Nhiều khi cô ấy nắm tay tôi giật ngạc nhiên và không hiểu chuyện gì. Lúc đó tôi chưa nhận thức được tình yêu là gì. Đôi lúc đang bâng quơ nhìn đi nơi khác thì cô ấy bất ngờ hôn vào má tôi. Bẵng đi một thời gian không gặp cô ấy, tôi thấy trong người bứt rứt và khó chịu. Khi đó tôi nhớ đến hình ảnh của cô ấy, nhớ cảm giác lúc cô ấy nắm tay và nhận ra đó là những cảm xúc đầu đời của mình. Tôi có đi tìm cô ấy ở những nơi tôi và cô ấy thường đến nhưng không gặp. Tôi tìm hiểu và biết gia đình cô ấy đã chuyển đi nơi khác sống. Mỗi tối khi đi ngủ tôi hay mơ về cô ấy. Tôi ước sao có thể quay lại quá khứ để gặp cô ấy một lần nữa. Mối tình thứ hai, Đan Trường có thể chết vì người yêu. Sau mối tình đầu vài tháng thì Đan Trường bắt đầu vừa học vừa đi làm cơ khí. Ở đó Đan Trường đã thích một cô gái. Tôi yêu đơn phương cô ấy trong 2 năm, thậm chí tôi yêu một cách say đắm và có thể chết vì cô ấy. Khi yêu quá sâu đậm thì tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì người con gái tôi yêu, Đan Trường chia sẻ. Nhưng khi anh lấy hết can đảm để nói lên tình cảm của mình với cô gái ấy, thì đã không được chấp nhận. Cô ấy nói cô ấy yêu người khác mất rồi, Đan Trường ngậm ngùi. Từng yêu thầm Cẩm Ly. Cẩm Ly Đan Trường là một cặp song ca hoàn hảo trên sân khấu cũng như trong các sản phẩm âm nhạc. Chính sự hợp tác hoàn hảo này đã làm nhiều người hoài nghi về mối quan hệ trên mức tình bạn của hai người. Tuy nhiên, trước tin đồn tình cảm, cả Đan Trường lẫn Cẩm Ly đều giữ im lặng. Cho đến live show Tự Tình Quê Hương năm 2009 của Cẩm Ly, Đan Trường mới bất ngờ lên sân khấu và bộc bạch tâm tình với nữ ca sĩ. Anh cho biết cách đây hơn chục năm, thời mới vào nghề ca hát, Lam Trường được ghép đôi với Minh Tuyết, còn Đan Trường thì được ghép đôi với Cẩm Ly. Mỗi lần đến tập hát thì đều không thấy Cẩm Ly đâu cả. Gọi điện hỏi thăm thì được biết Cẩm Ly đang bận ở nhà nấu cơm cho ba mẹ và các em. Phải ngồi chờ một lúc thì Cẩm Ly mới chạy tới chỗ tập.
Nhưng Đan Trường khi nhìn thấy hình ảnh đó thì rất xúc động và đã nảy sinh tình cảm với Cẩm Ly. Tiếc rằng duyên số không có nên bây giờ Cẩm Ly đã là bà xã của nhạc sĩ Minh Vi, còn Đan Trường thì vẫn phòng không. Đan Trường với Thanh Thảo, suýt chút nữa là yêu. Đan Trường từng tâm sự trong những lần cùng nhau lưu diễn ở nước ngoài. Nhiều khi anh bị bệnh thì người chăm sóc quan tâm anh tận tình và chu đáo cũng chính là ca sĩ Thanh Thảo. Đan Trường giải bày rằng hai người có mối quan hệ thân thiết, có khi là một người bạn dốc bầu tâm sự, có khi là tình đồng nghiệp tương thân tương ái. Và có khi là một người yêu thân thương, anh cũng khẳng định rằng xém chút nữa là người yêu của nhau rồi. Trong mắt Đan Trường, Thanh Thảo là một người phụ nữ thông minh, nhạy bén trong ca hát và cả kinh doanh. Và anh cũng nói thêm rằng, người đàn ông nào lấy được nàng búp bê chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bởi Thanh Thảo luôn chu toàn, biết lo lắng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô rất nhõng nhẽo. Về phần mình, Thanh Thảo cũng nhiều lần lên tiếng rằng, vị trí của Đan Trường trong lòng cô luôn đặc biệt và khó thay thế. Nên ngay khi Đan Trường bị fan nữ tố tống tình, tiền, Thanh Thảo đã lên tiếng bênh vực và đứng về phía anh. Bạn gái Việt Kiều ở Đức. Trong một bài phỏng vấn, Đan Trường từng tiết lộ anh có bạn gái tên Thu là Việt Kiều ở Đức. Người yêu tôi thì không phải ngày nào cũng gọi điện thoại nói chuyện được vì cô ấy sống ở nước ngoài. Mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần. Khi thì cô ấy về Việt Nam, khi thì tôi sang đó diễn. 6 năm yêu nhau, chúng tôi cứ như vậy. Đan Trường từng nói về mối tình của mình. Trương Quỳnh Anh, tôi thấy biết ơn thời kỳ khủng hoảng. Nữ ca sĩ chia sẻ cô đã lấy lại được sự bình yên trong cuộc sống sau những ồn ào đổ vỡ. Một ngày dài bận rộn bằng việc tập yoga, quay phim, đưa con trai Sushi đi tiệc sinh nhật muộn cùng bạn bè, Trương Quỳnh Anh tiếp tục lên đồ để dự một sự kiện ở thành phố. Nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện với đầm dạ hội màu đỏ đen xuyên thấu, kết hợp với chi tiết cắt xẻ táo bạo giúp cô khoe nhan sắc nổi bật. Bận rộn công việc và chu toàn mái ấm gia đình, Trương Quỳnh Anh thú nhận quỹ thời gian của cô mỗi ngày khá eo hẹp. Một ngày cuối tuần như hôm nay, Trương Quỳnh Anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho con trai Sushi, rồi sau đó tranh thủ tập yoga và đi quay phim ở ngoại thành. Con trai Sushi của nữ ca sĩ vừa đón sinh nhật vào ngày 31 tháng 5, nhưng có rất nhiều bạn bè tổ chức sinh nhật thêm cho bé, nên hai mẹ con lại đến tham dự tiệc cùng các bạn bè của con trai. Sau khi ổn thỏa mọi việc, Trương Quỳnh Anh mới chuẩn bị đi sự kiện. Vì sợ kẹt xe gây ảnh hưởng đến lịch trình, Trương Quỳnh Anh đi làm sớm hơn 2 tiếng đồng hồ. An tâm vì đã đến nơi, nữ ca sĩ tranh thủ ngồi trong xe ăn vội ổ bánh mì lót dạ, để lại năng lượng cho một ngày miệt mài với công việc. Xuất hiện trên thảm đỏ, Trương Quỳnh Anh trả lời rất nhiều câu hỏi liên quan đến việc chia sẻ bí quyết detox cơ thể, giảm cân, duy trì vóc dáng và nhất là bí quyết làm đẹp dành cho những cô nàng ở độ tuổi 30. Tôi từng không dám nghĩ mình sẽ có ngày tự tin, mạnh mẽ và khoan thai như bây giờ. Không ai có thể biết được tôi đã trải qua thời kỳ khủng hoảng như thế nào. Nhưng rồi bỗng nhiên giờ tôi phải biết ơn nó. Không có khó khăn, không có sự chỉ trích của dư luận thì không có sự mạnh mẽ như ngày hôm nay của tôi. Giờ cuộc sống tôi bình yên lắm. Tôi cân bằng lại được hết mọi việc để luôn ý thức được rằng phải yêu bản thân mình hơn, vì nó là cách để đối phương luôn tôn trọng và nâng niu bạn, cô bày tỏ.